Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Nhân dịp đón Tết Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, để thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, sáng ngày 19 tháng 1, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, trưởng các ban ngành đoàn thể và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện đã tổ chức lễ báo công dâng hương dâng hoa các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tại đây, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã báo công với các anh hùng liệt sĩ. Diễn văn nhấn mạnh, năm 2022 là năm gặp rất nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, sự vào cuộc tích cực của mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể cũng như sự tin tưởng và đồng thuận của nhân dân nên kinh tế huyện nhà tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất dự ước cả năm đạt 10.385 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,36%, đạt 110% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,1 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 109.734 tấn. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Bình quân số tiêu chí đạt được trên địa bàn dự ước là 16,81 tiêu chí trên một xã. Năm 2022, dự ước sẽ có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 23 xã, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện lên 3 xã. Tổng nguồn lực để xây dựng nông thôn mới trong năm 2022 trên 484 tỷ đồng. Công tác thu hút đầu tư dự án phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả tốt. Một số dự án nổi bật đang được triển khai đó là nhà máy Matsuoka Thanh Liên với tổng mức đầu tư 154 tỷ đồng, đang thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy may Thanh Phong dự kiến mức đầu tư 200 tỷ đồng, nhà máy gỗ viên nén Thanh Tùng dự kiến đầu tư 600 tỷ đồng, đã chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà máy may tại Thanh Thịnh dự kiến đầu tư khoảng 65 tỷ đồng, nhà máy may tại Thanh Đồng dự kiến đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, khởi công xây dựng cầu Đỏ Cung với tổng mức đầu tư trên 178 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng. Ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Thanh Chương được xếp thứ tư toàn tỉnh. Năm học 2021-2022, toàn huyện có 22 trường được công nhận chuẩn quốc gia, trong đó có 5 trường được công nhận lần đầu. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chăm lo. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông tiếp tục phát triển. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh. Tỷ lệ gia đình văn hóa ước đạt 87% và khu dân cư văn hóa đạt 76,5%. Có 2 thiết chế văn hóa thông tin thể thao đạt chuẩn, hoạt động thông tin truyền thông nghiêm túc và hiệu quả, công tác an sinh xã hội đảm bảo, thực hiện chương trình Tết vì người nghèo, toàn huyện đã kêu gọi vận động và trao tặng được trên 12.400 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn đột xuất ăn Tết, đã kêu gọi ủng hộ và xây dựng được 63 nhà đại đoàn kết, công tác xây dựng đảng được chú trọng, quốc phòng an ninh được giữ vững. Sau lễ dâng hương ở đài tưởng niệm, các đại biểu đã đi thắp hương ở từng phần mộ. Đây là hoạt động truyền thống hàng năm nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Sáng ngày 19 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị trấn Thanh Chương đã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Quý Mão năm 2023. Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm của buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn đã báo cáo một số kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, giá xăng dầu và một số mặt hàng khác tăng cao, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nên nền kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa xã hội có bước khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng được quan tâm thực hiện, công tác giải quyết đơn thư, hòa giải tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai được quan tâm chỉ đạo giải quyết, hòa giải kịp thời, hạn chế đơn thư vượt cấp, các kiến nghị chính đáng của nhân dân sớm được xem xét giải quyết, quan tâm giải quyết có hiệu quả một số vụ việc bức xúc kéo dài, tạo đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Công tác xây dựng đảng đạt được kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đặc biệt quan tâm,
tổ chức triển khai thực hiện tốt các đợt sinh hoạt chuyên đề trong năm. Công tác quán triệt, học tập triển khai chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng được thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu của thị trấn trong khu vực phòng thủ năm 2022 thành công, đảm bảo chất lượng, an toàn và tiết kiệm, được cấp trên đánh giá cao và khen thưởng. Nội bộ đoàn kết thống nhất cao, cán bộ chủ chốt của thị và cơ bản các khối có trách nhiệm, có ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo được không khí dân chủ trong đảng, nhân dân đồng thuận. Trước anh linh của Bác và hương hồn của các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, nguyện hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, đưa thị trấn Thanh Chương ngày càng phát triển, xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của huyện. Quan tâm và chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình, người có công với cách mạng, thực hiện tốt đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, cam là một trong những sản phẩm nổi tiếng của huyện Thanh Chương. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, năng suất tuy không bằng những năm trước nhưng giá cả lại rất ổn định. Người trồng cam trên địa bàn huyện Thanh Chương rất vui mừng và phấn khởi. Ngoài cam V2, cam xã Đoài, cam Văn Du, huyện Thanh Chương còn nổi tiếng với sản phẩm cam bù bản địa. Đây là loại cây trồng cho thu nhập cao bởi nó chín vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, là loại quả không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên nên được nhân dân rất ưa chuộng. Trong những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho công tác đón Tết Quý Mão năm 2023. Nhưng gia đình ông Hoàng Kim Hương ở xóm Trung Thọ, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương lại đang huy động mọi nguồn nhân lực để thu hoạch cam bù giao cho khách hàng. Theo ông cho biết, trước đây Phong Thịnh là vùng đất của cây cam bù. Sau một thời gian bị mai một, nên trong mấy năm gần đây, địa phương đã tập trung khôi phục lại những giống cam truyền thống này. Qua quá trình trồng và phát triển cho thấy, cây cam bù rất phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất và chất lượng cao. Với 2 sào cam bù, Tết năm nay, gia đình ông sẽ thu về ít nhất là 60 triệu đồng. So với năm ngoái, tức là năng suất năm nay là năm vào tầm khoảng là trên dưới 2 tấn quả, cung ứng ra thị trường. Còn hiện nay đã cung ứng hơn 2 tạ rồi, với giá cả là bứt tại vườn phải là bình quân 4 quả mỗi cất 1 cân thì giá 40.000, còn nếu mà loại 3 quả 1 cân là giá 50.000. Theo người trồng cam và người tiêu dùng cho biết, ưu điểm lớn nhất của cam bù là quả chín vào đúng dịp Tết, có màu vàng đỏ, bắt mắt, dễ bóc vỏ, muối mỏng nước, dễ tách rời. Khi sử dụng không phải dùng dao, nhất là có mùi thơm đặc trưng không trộn lẫn. Vỏ cam bù không giống vỏ quả tắt, có thể làm gia vị, làm thuốc. Bình quân mỗi kg có từ 3 đến 4 quả, loại to thì 3 quả trên 1 kg. Với những ưu điểm như vậy nên cam bù có giá cao và rất dễ bán, nhất là vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Cam bù mang lại cái hiệu quả rất cao, là đặc biệt nữa là hẳn lên là thu hoạch vô cái Tết truyền thống của ta, thành thể ra là cái giá trị sản phẩm của nó rất lớn. Ngoài cam bù, Thanh Chương còn nổi tiếng với cam tổng đổi gắn với thương hiệu cam mắc màn, gồm các giống V2, xã Đoài, Vân Du. Tập trung chủ yếu ở các xã Thanh Đức, Thanh Nho, Thanh Thủy đã được công nhận tiêu chuẩn Việt Gáp, được thị trường ưa chuộng. Với 5 hectare đã cho thu hoạch, năm nay gia đình anh Trần Điển Vi ở xóm Sướn, xã Thanh Đức sẽ xuất ra thị trường khoảng hơn 30 tấn. Nhờ chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và làm tốt công tác quảng bá sản phẩm nên giá cả rất cao. Giá cả thì năm nay nó cao hơn nhiều. Năm ngoại thì tại vườn là 38.000 một cấn. Thì năm nay tại vườn là 50.000. Hiện tại chỗ đấy thì cũng có mấy công nhân đứng làm đấy là để động để gửi mã sản mã gửi Sài Gòn về tội gửi đi Hà Nội. Cam là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Thanh Chương. Tính đến nay, toàn huyện có gần 500 hectare cam các loại. Theo dự ước, Tết năm nay sẽ cung ứng ra thị trường gần 1.000 tấn cam các loại. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao giá trị của sản phẩm, trong thời gian qua, huyện Thanh Chương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và khuyến khích nhân dân trồng và phát triển cây cam theo hướng an toàn,
đồng thời phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện quyết định 65 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Vinh cho sản phẩm cam quả trên địa bàn huyện. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và ý thức tự giác của người dân, sau quá trình xây dựng đến nay, hầu hết diện tích cam trên địa bàn huyện đã được các chuyên gia đánh giá cao về chất lượng cũng như quy trình chăm sóc. Cam Thanh Đức từng bước đang chiếm lĩnh được thị trường và đã tạo được uy tín đến người tiêu dùng. Và chúng tôi cũng kính đề nghị bà con chúng ta tiếp tục giữ vững và phát triển lớn, chất lượng tốt hơn nữa, để rồi là vào các cái thị trường lớn. Cái quan trọng nhất ấy, vào thị trường rồi thì chúng ta phải giữ được cái độ tín với thị trường, mà Hà Nội là một trong những thị trường rất lớn của Việt Nam chúng ta. Những ngày áp Tết Nguyên đán này, cam của các xã miền núi huyện Thanh Chương đang đổ dần về phố phường, các địa phương trên toàn tỉnh nhằm phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân. Trong sự phong phú sắc màu của chợ Tết, cam vẫn là loại quả được người dân đón nhận và tin tưởng. Hầu như có bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu. Bằng việc trồng cam an toàn theo hướng Việt Gáp và hữu cơ đã góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị thu nhập của người dân trên địa bàn huyện Thanh Chương. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.